Xin chào các em, hôm nay cô và các em cùng học môn mỹ thuật chủ đề 1, màu sắc trong trang trí. Ở chủ đề này gồm có 4 bài, bài 1, màu sắc và cách pha màu, bài 17, trang trí hình vuông, bài 21, trang trí hình tròn và bài 13, trang trí đường viền. Các em còn nhớ 3 màu cơ bản là những màu nào không? Đó là những màu vàng, đỏ, xanh lam. Từ ba màu cơ bản, lần lượt pha trộn hai màu với nhau, ta được các màu mới là cam, xanh lục và tím. Ở bảng màu trên, đố các em đâu là màu nóng, đâu là màu lạnh. Màu nóng là những màu gây cảm giác ấm, nóng. Màu lạnh là những màu gây cảm giác mát, lạnh. Như vậy, màu nóng là những màu từ màu vàng đến màu đỏ đậm. Màu lạnh là những màu từ màu xanh lá mạ đến màu tím. Các em quan sát hình 3, các cặp màu bổ túc. Các màu được pha từ hai màu cơ bản đặt cạnh màu cơ bản còn lại sẽ tạo thành từng cặp màu bổ túc. Hai màu trong cặp màu bổ túc khi đặt cạnh nhau sẽ tôn nhau lên thêm nổi bật. Ví dụ, cặp màu thứ nhất là đỏ, xanh lục. Cặp thứ hai là màu lam và cam. Cặp thứ ba là vàng, tím. Đây là một số bài ứng dụng. Trong trang trí, người ta thường kết hợp màu nóng và màu lạnh. Sau đây chúng ta cùng quan sát một số đồ vật hình vuông có trang trí. Đố các em đây là cái gì? Cái gối. Còn đây là miếng gạch. Cái gạch hình vuông có trang trí. Và một số đồ vật hình tròn có trang trí. Đây là những cái đĩa. Các em quan sát bài trang trí hình tròn và bài trang trí hình vuông. Đố các em, họa tiết nào thường dùng để trang trí hình vuông, hình tròn? Họa tiết thường dùng để trang trí là hoa, lá, chim, thú và các đường kỷ hà, vân vân. Trong trang trí hình vuông, hình tròn, các họa tiết thường được sắp xếp như thế nào? Trong trang trí hình vuông, hình tròn, các họa tiết thường được sắp xếp đối xứng qua các trục ngang, trục dọc và các đường chéo. Các em quan sát tiếp bài trang trí hình tròn và bài trang trí hình vuông. Đố các em các họa tiết chính, phụ được vẽ ở đâu? Các họa tiết chính thường được vẽ ở trung tâm hình và to hơn các họa tiết phụ. Và các họa tiết phụ sẽ vẽ xung quanh hoặc ở các góc. Các họa tiết giống nhau
được vẽ như thế nào? Các họa tiết giống nhau sẽ vẽ cùng một hình, cùng màu và cùng độ đậm nhạt. Đây là cách trang trí hình vuông. Đầu tiên, các em sẽ vẽ một hình vuông. Nếu bạn nào có vở tập vẽ thì không cần vẽ, vì trong vở tập vẽ đã có sẵn hình vuông. Sau đó, các em sẽ kẻ các trục chéo, trục dọc, trục ngang. Vẽ họa tiết chính. Các em nhớ các họa tiết giống nhau, mình sẽ vẽ giống nhau và bằng nhau. Vẽ họa tiết phụ ở xung quanh hoặc các góc. Tìm màu và tô họa tiết chính. Tô màu vào họa tiết phụ. Cuối cùng là tô màu nền. Các em nhớ khi tô màu mình tô thật là đều nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một bài trang trí hình vuông. Đây là một số bài trang trí hình vuông đã hoàn thành. Cách trang trí hình tròn cũng tương tự. Đầu tiên cũng vẽ hình tròn. Vẽ các trục chéo, trục dọc, trục ngang. Tìm hình, vẽ họa tiết chính, họa tiết phụ. Cuối cùng là tô màu. Đây là bài trang trí hình tròn đã hoàn thành. Các em quan sát tiếp một số đồ vật có trang trí đường viền. Đây là những miếng gạch. Cái đĩa. Trên cái đĩa có trang trí đường viền ở phần miệng đĩa, phần thân đĩa. Đường viền cũng được trang trí ở phần đáy cái ca, thân và miệng. Đây là một số hình ứng dụng đường viền trong cuộc sống. Đường viền được sử dụng nhiều trong đời sống con người, thường dùng để trang trí các đồ vật như bát, đĩa, lọ, quần áo, khăn, mũ, túi. Trang trí đường viền có tác dụng gì cho các đồ vật? Trang trí đường viền làm tăng thêm vẻ đẹp cho các đồ vật. Cách trang trí đường viền. Đầu tiên, các em sẽ kẻ hai đường thẳng cách đều nhau. Sau đó chia thành các ô vuông bằng nhau. Tìm các mảng họa tiết, chọn và vẽ họa tiết vào các mảng. Cuối cùng là vẽ màu vào các họa tiết và nền. Có hai cách sắp xếp họa tiết trong đường viền là họa tiết nhắc lại ở hình trên và họa tiết xen kẽ. Nhiệm vụ của các em là thực hành bài 17, bài 21 và bài 13 vào vở tập vẽ hoặc vẽ vào giấy. Chuẩn bị chủ đề 2, an toàn giao thông. Chủ đề này gồm có 3 bài. Bài 21, tìm hiểu về kiểu chữ nét đều. Bài 29, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông.
Bài 16. Tạo dáng các phương tiện giao thông bằng vỏ hộp. Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để học bài này nhé. Bài học của chúng ta đã hết. Xin chào các em và hẹn gặp.